Chúa cùng chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ cho anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn dân. Đó là lời Chúa. Thưa chị em, chiều nay chúng ta sẽ chia sẻ về cái đề tài phục vụ vì Chúa. Ở đề tài này chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là ý nghĩa của sự phục vụ, và phần tiếp theo là tinh thần phục vụ. Trong những cái ngày đại dịch Covid đang diễn ra ngày hôm nay, chúng ta thấy có quá nhiều những gương sáng phục vụ của các bác sĩ, của các người ở trong các bệnh viện, nhà thương. Và họ đã sẵn sàng phục vụ người khác mà không có quan tâm sợ sệt, có khi sợ mất mạng sống hay là những cái mà người ta sợ, thì những bác sĩ này đã cố gắng vượt qua nỗi sợ đó và đã phục vụ những người khác. Có một bác sĩ trẻ Trung Quốc đầu tháng 2 vừa rồi định là sẽ lập gia đình, nhưng mà bởi vì cơn đại dịch đến cho nên vị bác sĩ này đã hy sinh hoãn cái ngày cưới lại. Và cách đây mấy bữa thì vị bác sĩ này đã nhiễm bệnh và đã chết, hy sinh cho tất cả mọi người. Và cái chết của vị bác sĩ này đã để lại nhiều dấu ấn thương nhớ cho những người còn sống. Thưa chị em, Martha đến với Chúa Giêsu và thưa với Ngài: Lạy Thầy, em con để con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con với. Điều Chúa Giêsu trách Martha ở đây không phải là cái thái độ phục vụ, cái tư cách của chị, nhưng mà là cái việc chị lăng xăng chạy tới chạy lùi và lại còn lo lắng, sợ là không đẹp lòng Chúa. Thực sự cái thái độ này chúng ta thấy cũng là cái tốt, chả có gì xấu hết. Chúa thì không có mắng Martha, nhưng mà chỉ nhẹ nhàng nói với Martha. Đương nhiên là cái việc phục vụ của chị cũng tốt thôi. Và Martha thì thưa với Chúa rằng: Em con để con phục vụ một mình mà Thầy không quan tâm. Có một chút cái sự ghen tương ở trong cái việc làm của Martha. Và cái điều mà Chúa Giêsu nói với Martha không phải là những lời mắng trách, nhưng mà Ngài nhắc cho Martha chỉ có một điều cần thôi, con ơi. Và cái điều cần đó là việc Maria đã nhận, đã làm, nghĩa là ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe lời Chúa và thực hành. Cái điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta theo người không phải là chúng ta quá lo lắng về cuộc sống này và những công việc thường ngày mà chị em chúng ta làm đó. Có rất nhiều khi chúng ta lại làm quá để cho nó bóp nghẹt lời Chúa, không có sinh hoa kết quả. Thế thì việc tông đồ của tu sĩ chúng ta là làm vinh danh Chúa. Và chúng ta phải đặt tất cả những thứ yếu, như chúng ta nói lúc sáng này, secondary, tức là những cái thứ yếu thôi, và đặt cái sự cầu nguyện, đặt cái sự kết hợp với Chúa ở trên tất cả mọi công việc. Đức Hồng Y Joseph Bernardine, Tổng Giám mục Giáo phận Chicago ở bên Hoa Kỳ, khi mà Ngài biết mình bị bệnh ung thư và giai đoạn cuối rồi, thì Ngài có viết lại một đoạn, và cái đoạn đó rất có ý nghĩa cho chúng ta ngày hôm nay. Ngài nói như thế này: Bây giờ thì tôi mới nhận thức ra rằng chúng ta thường bỏ rất nhiều thời giờ của cuộc sống để làm những cái việc phụ thuộc không mấy ý nghĩa.
Thưa chị em, có lẽ chúng ta cũng suy tư tới cái điểm này. Chúng ta làm quá nhiều những cái điều phụ thuộc, mà phải nói là quá nhiều chứ không phải là nhiều nữa. Từ lúc sáng tới lúc tối, chúng ta làm những cái việc mà có lẽ nếu mà chúng ta không có cái lòng mến Chúa ở trong đó thì kể như là những cái việc đó là cái việc vất đi, và là những cái việc còn con không có ý nghĩa gì trong cái đời sống tu trì của chúng ta. Các triết gia phương Tây có cái khuynh hướng hoạt động, thì các vị đó cho rằng Chúa không làm gì hết, con người làm thôi. Nhưng mà rồi những cái vị triết gia ở phương Đông thì trái lại thích cái sự trầm lặng, và các vị đó nói rằng Chúa làm hết mọi thứ và con người không làm cái gì. Cả hai cái đường hướng chúng ta thấy phải có một cái sự kết hợp, phải có một cái sự đi đôi, chứ không phải là để cho Chúa làm hết hay là để cho chúng ta làm hết. Bởi vậy thưa chị em, như sáng chúng ta nói đó, cầu nguyện và làm việc, đó là cái điều mà chúng ta đã và đang thi hành. Mắt ta thì phải cộng với Maria, không thể chỉ có một bên mà phải có cả hai, vừa làm việc và chúng ta lại còn vừa phải cầu nguyện nữa. Thì ông Peter Grab có một câu như thế này: hoạt động mà không có cầu nguyện là thiếu nguyên tắc căn bản, cầu nguyện mà không có hoạt động là thiếu đất gieo hạt. Thì chị em, thiếu đất gieo hạt thì chúng ta thấy cái hạt không bao giờ lớn lên được. Và nhiều những tu sĩ ngày hôm nay hiểu lầm là mình phục vụ cho Chúa, nhưng mà thực tế đó là chúng ta đang phục vụ cho chính cái tôi của mình, mà mình cứ nghĩ rằng đang phục vụ cho Chúa. Đó là một cái điều hiểu lầm. Và khi mắt ta dọn bữa cho Chúa thì chắc Chúa thấy chị lăng xăng ở cái chỗ là đi tới đi lui, lên rồi xuống, rồi lấy cái nọ lấy cái kia, rồi quên sót mà tất bật lắm. Đây là tính tự nhiên của một người phụ nữ quan tâm tới khách. Cái đó chúng ta thấy rất là đáng ca ngợi chị mắt ta ở cái chỗ là chị đã phục vụ hết sức mình. Nhưng mà rồi Chúa thì lại không quan tâm gì tới những cái việc bên ngoài đó. Mẹ Teresa Calcutta nói với chúng ta là trước mỗi một lần mà đi phục vụ cho những người sắp chết, chúng ta thấy bà mẹ Teresa Calcutta mới được phong thánh ấy. Bà này là một trong những mẫu người phục vụ quên mình. Thế thì mỗi một lần đi phục vụ cho những người sắp chết ở trong các nhà thương ấy, thì mẹ Teresa đã vào nhà thờ, vào để làm cái gì? Quỳ cầu nguyện một tiếng đồng hồ. Bây giờ thưa chị em, chúng ta có thể làm được như chị, như bà Thánh Maria Teresa Calcutta không? Chúng ta không có thể làm được như vậy. Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng đến nhà thờ, qua nhà thờ đây vào cúi đầu với Chúa một cái: lạy Chúa con đi làm, lạy Chúa con đi dạy học, lạy Chúa con đi phục vụ những người khác, xin Chúa đồng hành với con. Đó là cách thức mà chúng ta sống như Maria. Ở đây chúng ta thấy không có sự đối lập giữa hai chị em. Chúng ta thấy rõ ràng mỗi người một việc. Và cái việc cơm nước ấy, đối với chị Marta là cái điều cần. Điều cần, nhưng mà Maria thì lại không coi đó là điều cần. Thế thì người tu sĩ của chúng ta phải có tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ. Có nghĩa là chúng ta đánh giá cái sự phục vụ giống như Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ ngày xưa. Ai muốn làm lớn thì phải là người rốt hết và phải làm đầy tớ cho mọi người. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nó ngược với xã hội ngày hôm nay. Những người làm lớn thì thường thường người ta không bao giờ phục vụ những người thấp đâu. Phải bưng cơm, bưng nước, rồi rửa xe, rồi đón xe, rồi làm mọi thứ như là một cái người đầy tớ cho ông chủ của mình. Chưa bao giờ thấy cái ông chủ mà đi phục vụ người để tới. Nhưng mà đường của Chúa thì ngược lại 100% đối với con đường thế gian. Ai muốn làm lớn thì đã làm đầy tớ. Chúng ta thấy điều nó vô nghĩa lắm. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta là một con đường đi khác với lại con đường của thế gian. Vậy thì mức thang của Chúa Giêsu đánh giá ở đây ấy, một người phục vụ tức là một người khiêm tốn, hầu hạ,
và là một người đầy tớ cho người khác. Chúng ta thấy bản tin mừng đã nói rất rõ là đầy tớ thôi, là con sen, là cái đứa ở cho những người khác. Như vậy mới đúng là tinh thần phục vụ. Ở trong tiếng Latin có câu là non ministrari sed ministrare, có nghĩa là không phải để được hưởng thụ, để được người ta phục vụ mình, nhưng mà mình đến để phục vụ người ta giống như Chúa Giêsu vậy. Đây là cái khẩu hiệu của anh em nhà dòng chúng tôi, luôn luôn ghi cái câu này trên tất cả các văn bản, cũng như các chị vậy, ghi lên để cho anh em được thấy là cái tinh thần phục vụ của Chúa Kitô đó là đầy tớ, là hầu hạ người ta, chứ mình đừng mong người ta hầu hạ lại mình. Để thưa chị em, thực sự phục vụ trong cái tinh thần khiêm tốn khó lắm, không dễ đâu. Các chị cũng có thể nói như chúng tôi, nói dài, nói nhiều, nói rất nhiều về chi tiết này, nhưng mà thực tế chúng ta phải đấm ngực là chúng ta chưa có cái tinh thần phục vụ như Chúa Kitô là hầu hạ quỳ xuống để rửa chân. Chúng ta chưa có đâu. Và nếu có thì thưa chị em, ít lắm, rất là ít. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì tính tự nhiên của con người chúng ta là phục vụ theo cái tự nhiên thôi. Mình thích thì mình làm, mình không thích thì mình không có làm. Các chị thấy mình không thích ai, mình đâu có đến gần họ. Mà đã không đến gần họ rồi thì làm sao chúng ta phục vụ cho họ được. Thế thì có những người tu sĩ chúng ta đôi khi ấy, chúng ta phục vụ vì có những cái ý đồ khác. Có thể là phục vụ để cho người ta nhìn thấy, người ta khen ngợi, đấy, chị này chịu khó, rồi ông này làm việc quên chết. Mà trong khi phục vụ như vậy thì cái tâm trạng, cái tâm ý của cái người phục vụ đó là muốn cho người khác biết đến mình. Hay là có người phục vụ chỉ vì quyền lợi và vì danh dự hơn là vấn đề làm tôi cho người khác. Thì lại cũng có những người khác phục vụ để mà gọi là lợi dụng, hay là để mong muốn một cái mục tiêu riêng gì của mình đó đạt được. Thí dụ như chúng ta thấy trong cộng đoàn, tất cả chị em từ bề trên bề dưới chúng ta đều có tinh thần phục vụ, nhưng mà cái tinh thần đó có khi nó khác nhau. Có những người chị em có thể là phục vụ bởi vì mình có ý đồ, hay là mong muốn là khi phục vụ tốt như vậy thì có thể là một vài năm phục vụ các chị già, rồi phục vụ các người yếu đau, thì có thể là bề trên sẽ cho mình đi học, đi du học, hay là đi làm cái việc gì đó. Rồi cũng có khi là mình phục vụ như vậy để cho chị em thấy, rồi thưa với bề trên là chị này làm, bề trên làm đầu được lắm, thì cử chị đi ở cái miền coi một cái phụ trách giúp cho một cái giáo xứ nào mà đang cần cả mấy ngàn giáo dân mà cần có một chị phục vụ, thế chị này rất được, để bạt lên bề trên. Rồi cũng có những khi chúng ta phục vụ ấy, thì chúng ta lại có cái tính cách kiêu kỳ. Kiêu kỳ ở đây có nghĩa là chúng ta muốn làm lớn chứ không phải là muốn làm bé đâu, để giống như đứng trên một cái chỗ cao để cho người ta nhìn thấy tôi đây, tôi phục vụ đây. Rồi sự phục vụ thưa chị em, nếu mà sự phục vụ mà nó quá cái khoảng cách, tức là giữa tha nhân và chính mình, chúng ta ở xa quá thì như vậy không phải phục vụ. Chẳng hạn như có cái hình người ta vẽ cái người làm đầu của thế gian đó, thì ngồi ở trên một cái xe, và ở dưới thì có biết bao nhiêu người kéo cái xe đó, và cái người ở trên làm đầu ở trên đó thì quát đi, đi, đi mau. Người ở dưới thì cố gắng kéo cái xe đi cho cái người ông boss, ông chủ ở trên ngồi trên đó để điều khiển. Thế thì đây là cái hình ảnh của cái người mà muốn làm đầu, muốn làm lớn của thế gian. Thế nhưng mà hình ảnh khác đẹp hơn, cái người chủ đó thì thay vì ngồi trên thì đi xuống dưới kéo cái xe cùng với anh em, cùng với người khác. Và cái người đó là người đi đầu tiên kéo cái phần nặng nhất, còn những người sau thì bám vào cái người đầu đó để đi. Đây là tinh thần phục vụ của Chúa Kitô mà có lẽ chúng ta đang học. Cái phần thứ hai là tinh thần phục vụ. Thưa chị em, trước nhất chúng ta phục vụ, chúng ta phải có một cái tinh thần trách nhiệm. Cái điều này nếu mà các chị em học nhân bản thì chúng ta thấy là cái sự
cái tinh thần trách nhiệm ở đây ấy, tức là coi tất cả những việc mà bề trên trao phó đều là cái việc giao cho chính mình, và mình có bổn phận phải làm tốt cái việc đó. Đó là trách nhiệm, chứ không phải là trao cho rồi mình làm thì miễn cưỡng, hay là mình làm với cái tinh thần qua loa thôi. Ngày xưa khi mới giải phóng thì người ta hay có cái chữ nói các cái gì ở trên loa hết. Và chúng ta hay trêu thằng ăn qua loa, tức là nó chỉ qua cái loa thôi, không phải ăn thật. Thế bây giờ làm qua loa cũng vậy, nói là làm thôi mà thực tế không có chất lượng khi lao động, khi hoạt động. Và những cái người có trách nhiệm ấy thì cái gì thuộc về mình và đã trao cho mình rồi thì thưa chị em phải hy sinh lắm. Thực sự cái điều này không dễ đâu thưa chị em, hy sinh. Bởi vì cái trách nhiệm và bề trên tin tưởng trao cho chúng ta là chúng ta có cái bổn phận, trách nhiệm, việc đó là việc của mình. Mình sẽ cố gắng làm tốt bao nhiêu có thể. Ngày hôm nay các chị thấy ở xã hội, khi các chị vô các cái quán ăn, nhà hàng hay là siêu thị ấy, người ta hay nói chữ phục vụ. Thế thì người ta gọi khách hàng là thượng đế, phục vụ thượng đế. Nhưng mà cái thượng đế của họ ở đây ấy, nếu mà thượng đế không trả tiền thì biết tay nhau, hay là trả ít quá cũng biết, hay là ăn quỵt hay là cái gì đó là thượng đế biết liền. Cho nên người ta chỉ có môi mép bên ngoài dùng những cái từ đó để câu khách. Thượng đế, chúng ta thực sự nếu mà tinh thần của Chúa thì chúng ta coi người khác là thượng đế thì đúng. Nhưng mà ngày nay xã hội không làm như vậy đâu, thưa chị em. Tinh thần trách nhiệm ở chỗ nào? Tinh thần trách nhiệm là thấy cơm thì ăn, thấy việc thì làm. Việt Nam ta có cái câu hay lắm, thấy cơm thì ăn, thấy việc thì làm. Có nghĩa là chúng ta đi qua một cái trên một cái vỉa hè của nhà dòng chẳng hạn như thế, bây giờ thấy có một cái khăn, một cái rác nó dơ bẩn, thế thì chúng ta làm cái gì? Chả nhẽ chúng ta điềm nhiên đi qua. Cái việc là mình thấy cái việc này rồi thì mình có trách nhiệm phải làm như là chúng ta làm cho nhà của mình. Rồi vô nhà vệ sinh, vô nhà tắm thấy dơ bẩn, những người trước không có làm vệ sinh thì chúng ta đi sau, chúng ta làm sạch sẽ đi. Đó là cái tinh thần trách nhiệm. Mà nếu chúng ta không có cái tinh thần trách nhiệm này thì thưa chị em, chúng ta chưa phải là phục vụ theo gương Chúa Kitô đâu. Rồi những cái công việc hàng ngày chúng ta phục vụ ấy, nhiều khi có những chị em thiếu nhân đức, có nghĩa rằng phục vụ Chúa Kitô nhưng mà thực tế là họ không có phục vụ Chúa Kitô, phục vụ để cho những người khác họ để ý tới mình. Thí dụ như có những người được trao một cái trách nhiệm làm việc ở nơi âm thầm thôi, ít người biết đến, thì những người phục vụ để cho người ta biết ấy, thì không thích đến những cái nơi âm thầm một vài người như vậy, nhưng mà thích phục vụ ở cái nơi lớn. Thí dụ đến thì giáo xứ nó đông, rồi nhiều hội đoàn, rồi làm cái việc gì ra cái việc đó để cho các em học sinh hay là những người giáo dân người ta thấy được sơ phục vụ tốt, chịu khó chăm chỉ. Có khi chúng ta quan tâm đến cái việc đó hơn. Rồi trong cái tinh thần trách nhiệm, chúng ta nên biết rằng phục vụ cho chị em và chị em khác cũng đang phục vụ cho chúng ta. Thí dụ như bây giờ một số như chị em được cả bề trên cử đi sang Roma đi học tiến sĩ, cử sang Pháp đi học lấy cái bằng về tâm lý vân vân. Thế thì trong cái thời gian chúng ta đi học như vậy thì ở nhà có những chị em khác đang phải làm công tác của chúng ta, có thể là làm bếp, có thể là đi làm vườn, rồi đi làm những công việc giúp đỡ thay cho bổn phận của chúng ta. Chính là chúng ta phải làm những việc đó. Thế chứ bây giờ trên cho phép chúng ta đi, thì khi chúng ta trở lại nhà dòng, thế thì thưa chị em, đây mới là cái lúc chúng ta tỏ mình là người phục vụ theo Chúa, phục vụ lại những người chị em đó. Cái điều này nhiều khi mình nói mà cũng cảm thấy đôi khi cũng buồn, là chỗ cũng có những vị tu sĩ khi thành công rồi thì về nhà không thích phục vụ người khác, không thích. Bởi vì tôi có bằng tiến sĩ, tôi phải đi dạy học, chứ không thể nào bắt tôi có bằng tiến sĩ mà đi rửa chén hay đi giặt rũ quần áo cho các chị cao niên. Không, tôi không thích. Tự nhiên vậy à, tôi học tiến sĩ về giáo luật, tôi phải làm giáo sư về giáo luật, chứ không thể là làm cái việc lặt vặt ở trong nhà dòng được. Vì vậy thưa chị em, cái giá trị của phục vụ nằm ở
không phải nằm ở trong cái công việc lớn hay là công việc nhỏ đâu, hay là chức vụ lớn, chức vụ nhỏ, nhưng mà ở trong cái tâm tình, ý hướng và cái gọi là cái cách thức, cách thái, phong thái của cái người phục vụ. Rồi những người phục vụ ở ngoài đời thì thưa chị em, họ vất vả lắm để chỉ có lo cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình thôi. Rồi họ lo nhiều thứ lắm. Nhưng mà nhà dòng chúng ta thì thưa chị em, là một đời sống tập thể thì có bề trên lo, được các cái chị em lo, và tất cả mọi người chúng ta lo cho nhau. Cho nên chúng ta phải nói thì làm ít ăn nhiều là vậy. Làm sơ sơ thôi, người ta ngoài phải làm 8 tiếng rồi chứ. Còn chúng ta có khi xin lỗi làm một ngày lao động nửa tiếng thì còn toàn cái giờ cầm bút. Nhưng mà đến khi cầm chổi thì nó nặng lắm, không hiểu sao vậy. Cầm bút thì nó nhẹ mà cầm chổi thì nó nặng. Chúng ta làm nhiều việc có vẻ danh giá hơn ngoài nhiều. Như thế chúng ta thấy cảm ơn Chúa, vì người giáo dân người ta phải cày nhiều lắm, họ mới có đủ ăn thôi. Còn chúng ta thì chả phải cày, chả phải cuốc gì hết, cứ tới giờ chuông một cái là nhà cơm đã đâu vào đó rồi, có cơm ăn rồi, có đồ tráng miệng, có chuối vân vân, đầy đủ hết. Mà có khi chúng ta cũng chả động tới cái bếp, chả làm bao giờ, chị em khác phục vụ thay cho chúng ta. Rồi mỗi người một việc, nhưng mà chúng ta thấy dù sao một lòng thì Chúa cũng thưởng cho chúng ta nhiều lắm. Cái công lao của chúng ta không có, nhưng mà bởi vì tình Chúa thương cho chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta được Chúa ban một cách nhưng không. Tôi thấy có một cái bài thơ con cóc nói về sự vất vả của những người ngoài đời. Tôi đọc, biết đọc cho các chị nghe chưa chứ. Thứ hai em phải đi làm, thứ ba em cũng vì làm phải đi, thứ tư làm việc nên đi, thứ năm càng phải vội đi để làm, thứ sáu em cũng phải tham, thứ bảy bận quá vì làm phải đi, chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy, ở nhà buồn quá có khi đi làm. Tại khá là làm cả tuần, 8 ngày, 3, 8, 24, một tháng có 30 ngày thì hầu như đi làm hết, chả có ngày nào ở nhà. Chúng ta thấy người ta vất vả như vậy đó, mà kết quả cũng chỉ đủ ăn rồi cùng lắm mà dư thừa một chút thôi. Còn chị em ở trong nhà dòng, thực sự tôi vẫn nói với anh em nhà dòng tôi là xem gương cái sơ dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, và vì sao? Chúa cho những cái phương tiện thì đủ rồi, nhưng mà cuộc sống nghèo không có phải dựa vào những cái nhà cao cửa rộng. Bằng chứng là các sơ dư tiền để mua những cái xe, có thể là xe bớt 30 chỗ, 40 chỗ, rồi những cái xe Lexus, những cái xe xịn. Nhưng mà mấy sơ không có, chỉ mấy có cái xe dát vàng, thế tội nghiệp như vậy. Đi đâu thì phải đi thuê, phải nhờ người lái. Có chị em lái, nhưng mà nhiều khi mình không có xe để mà lái, lại phải thuê bác tài. Đó là cái tinh thần, thực sự là tinh thần nghèo đó vậy. Nhưng mà có tinh thần phục vụ ở cái chỗ là chúng ta sẵn sàng nhường lại những cái tài sản của chúng ta một phần đó để chúng ta phục vụ cho những người khác. Đấy, các chị thấy, chúng ta thấy nhiều khi có người bảo thì là mình làm việc vất vả quá mà không có được hưởng thụ cái gì. Thưa chị em, chúng ta hưởng thụ ở cái chỗ là chúng ta cho những cái của cải vật chất mà cái sự lao động của chị em chúng ta. Chúng ta có tiền không phải nhờ vào bàn tay của người khác đâu. Các chị em thấy tất cả chúng ta đều tự lực mưu sinh, không có nhờ bàn tay của người này người nọ, không có đại gia mà cũng không có đại thịt đại giếc gì hết, toàn có bàn tay của chị em làm nên. Thế thì cái của cải đó Chúa cho. Cho nên có nhiều người bảo là chị là trời đất ơi, ở nhà dòng cả mấy trăm chị như vậy, nhà dòng tôi cả 500-600 thầy như vậy, lấy đâu mà ăn? Thắc mắc lớn nhất của những người ngoài, lấy đâu mà ăn? Thế bây giờ hỏi như vậy, các chị trả lời sao đấy? Lấy đâu mà ăn nhỉ? Cười và tôi không biết. Thì cũng đúng thôi, mình đâu có biết được cái chuyện đó. Thế thì hầu hết là chúng ta chỉ lấy mỗi cái lý do là Chúa nuôi. Thì câu đó là không có sai, đúng là Chúa nuôi thật. Nhưng mà phải cụ thể, tôi là người giáo dân, tôi cần biết Chúa nuôi bằng cách nào. Có thể là các chị nuôi, Chúa nuôi bằng cách là đi buôn bán, rồi đi làm những công việc xã hội, rồi bán vé số hay là trúng số gì đó, nuôi nhiều cách lắm. Thế bây giờ chị cho tôi cái cụ thể nuôi bằng cách nào. Chúng ta dễ quá, đâu có gì khó đâu. Thì chị em chúng tôi cũng phải làm việc, dạy học, rồi phải lao động, rồi phải nuôi những người già yếu, rồi phải làm việc xã hội nhiều lắm. Thì những cái đó là những cái kết quả mà chúng tôi đã hy sinh phục vụ, thì Chúa nuôi bằng cách đó.
Chúng tôi không có xin người nào, không có đại gia, không có xin tòa thánh, không có xin của giáo phận. Cái đó là chúng ta giải thích cho họ biết là do chính bàn tay lao động của chúng ta. Cho nên nhiều khi có nhiều chị em thì nhát, nhát cái không dám nói, sợ. Cái này chúng ta nói được lắm, không có sợ gì. Còn tiền ở đâu mà ra, bao nhiêu tiền thì cái đó chúng ta không biết thì đúng rồi. Chúng ta không cần phải nói cái đó. Người có trách nhiệm biết thôi, chúng ta chỉ biết là chúng ta làm việc, chúng ta lao động. Rồi phục vụ theo cái tinh thần liên đới với kẻ khác. Liên đới ở đây có nghĩa là chúng ta có một cái sự gì liên can, liên hệ tới họ. Ví dụ trong Tin Mừng nói về cái người Samaritano đấy, cái người mà chúng ta biết là Samaritano là cái người vô đạo, chả có đạo gì hết. Thế thì họ gặp thấy một cái người bị cướp đánh giữa đường, nửa sống nửa chết. Thì theo bình thường thì cái người khác không có liên can gì tới. Chúng ta thấy Kinh Thánh kể nó nào là như ông biệt sĩ, rồi ông pha-ri-siêu, rồi ông thầy cả, điềm nhiên đi qua. Bởi vì không phải việc của tôi, không phải việc của tôi, việc của anh chết, anh nằm đó là anh ráng chịu, thì không có việc gì của tôi hết. Nhưng mà cái người Samaritano có một cái sự liên hệ, tức là liên hệ giữa cái tình của mình với cái người bệnh, cái người bị nạn đó, mà cái ông Samaritano này không biết tên luôn, không biết quê quán ở đâu, không có cái dòng máu liên hệ gì, chỉ biết là một người khốn nạn cần sự giúp đỡ của tôi. Cho nên khi chúng ta phục vụ là chúng ta có cái tinh thần liên kết với người khác, chứ không phải là chúng ta phục vụ một cách nhưng không. Chính vì thế mà cái sự phục vụ của cái người Samaritano này đáng để chúng ta suy tâm. Có khi chúng ta ở ngoài, chúng ta gặp nhiều người họ không biết tên, không biết gì hết, nó tội nghiệp lắm. Có những người khi chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy họ chả có tay, không có chân luôn, bò trên một cái bánh xe, bò lên trên bánh xe đi ăn xin như vậy. Thì những người đó là những người thực sự không phải họ lười, nhưng mà họ không có khả năng để phục vụ nữa, thì họ phải chấp nhận cái sự ăn xin người khác. Chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta đồng cảm với họ, đó là chúng ta có cái tinh thần liên đới giữa chúng ta và những người đó. Rồi thưa chị em, có khi đụng vào cái tôi của chúng ta thấy nó lớn lắm, mình ngại phục vụ bởi vì cái tôi của chúng ta nó lớn hơn là cái sự yêu thương người khác. Ví dụ như ngày Tết đấy, có một phụ huynh nào đó đến Tết chúng ta một cặp bánh chưng. Các chị có thích ăn bánh chưng không? Tết bánh chưng có thích không? Thấy thường quá, bánh chưng thì nó rừng rưng, nhưng bánh chưng ngày Tết chả có gì ai hết, không thích. Lúc bây giờ trong lòng ước là cái bà là cho mình phong bì 1 triệu mình thích hơn. Tự nhiên là vậy à, cái lặt vặt chúng ta không thích, nhưng mà thích người ta những cái gì xem ra ích lợi cho mình thì mình thích, hơn là lấy một cặp bánh chưng mang về cũng chẳng có chỗ nào mà để, chẳng có chỗ nào mà giữ hết, lại phải đưa nộp nhà bếp là cũng bằng hồi thôi. Nhưng mà cho tiền thì mình bỏ trong túi nó gọn hơn nhiều. Vậy thì thưa chị em, với tư cách của một người cấp trên, thí dụ như chúng ta phục vụ với cái tư cách của một người, thí dụ như một sơ dạy học, một người dạy giáo lý, thì cái tư cách đó, thưa chị em, đó là tư cách của người làm đầu. Nhưng mà cái làm đầu ở đây thì chúng ta phải theo Chúa Giêsu là hầu người ta. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận những điều mà những người khác, người ta nhờ vả tới chúng ta. Đấy, có khi thực sự thưa chị em, chúng ta mong muốn những cái điều cá nhân hơn là những cái ích lợi của cộng đoàn. Đó, thí dụ tôi nói cái vừa rồi đó. Và đây là 3 cái tính cách phục vụ. Thứ nhất, phục vụ như ánh sao ở trong phúc âm. Cái ánh sao đó là một cái ánh sáng rất là âm thầm. Nó không có tiếng nói, không có âm thanh, nhưng mà chỉ dẫn đường cho ba vua tới với một cái tư cách là một cái ánh sáng thôi. Tầm thường đến như vậy. Và cái tư cách này là cái tư cách lặng lẽ âm thầm mà mỗi người chúng ta phải cố gắng. Tính cách thứ nhất là phục vụ một cách âm thầm lặng lẽ. Đừng có khoe trương, đừng có nổ, đừng có làm cái gì lớn chuyện khi chúng ta phục vụ người khác âm thầm. Nhà tôi có một thầy đi Tết về, thấy lâu quá, tu lâu là chả có làm cha gì hết, không có làm cha. Thế hỏi sao bao giờ con mới làm cha vậy? Vậy bây giờ việc của con ở nhà có làm gì, ở nhà dòng có làm gì?
Thầy bảo việc chính của con nhà dòng là đi nuôi chó này, nuôi cho chó nó ăn, chả có việc gì khác. Cũng khiêm nhường nhận sự thật như vậy. Đó. Bởi vì mình cũng không cần phải giấu, có nhiều khi có những trường hợp với người tu sĩ giấu không muốn cho nhà quê bố mẹ biết mình làm gì trong nhà dòng. Ví dụ như là con coi cổng suốt ngày thì không có giá trị gì. Ít là bây giờ con được làm giám đốc của một cái cộng đoàn nào hay là làm thầy giáo, làm cô giáo chứ mình đi coi cổng thì không có vui. Có nhiều khi mình không thích nói cái chuyện đó cho những người ngoài. Rồi cái tính cách thứ hai là phục vụ như con lừa trong phúc âm. Cái chị biết con lừa đó chỉ có mỗi một cái trách nhiệm, tức là chở Đức Mẹ và có thể Thánh Giuse dẫn nó đi. Có nhiệm vụ là chở thôi, mà nó không góp cái nhiệm vụ gì khác, âm thầm như vậy, khiêm nhu và bình lặng. Và cái tính cách phục vụ thứ ba ở đây thưa chị em, tức là phục vụ giống như chiếc khăn mà trong phúc âm nói đó. Chúa Giêsu khi quỳ xuống rửa chân để lấy khăn mà lau chân của các ông tông đồ, chấp nhận cái bàn chân ướt và nhờ cái khăn đó mình lau cho nó khô đi. Chị Thánh Teresa Hải Đồng, chúng ta biết chị là một cái tu sĩ là rất trẻ tuổi, như chúng ta hay nói với chị đó. Thế thì chị có một cái trách nhiệm là phục vụ những người chị cao niên trong dòng. Thế thì khi phục vụ như vậy thì nhiều chị lớn, chị cao niên đó, thế mà mình phục vụ mà vừa vừa thôi, vừa sức thôi, thì mấy chị cao niên bảo là cái con này giả hình, suốt ngày giả hình thôi. Mà nếu mà làm việc chăm chủ một chút đấy thì cũng bị la mắng, mà cũng bị la mắng, cũng bị chửi. Cho nên là chị Teresa không biết phục vụ bằng cách nào để vừa lòng chị em được. Có khi cũng có những người chị em chúng ta cũng ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thì là theo gương các thánh như Teresa đó, chúng ta phục vụ không phải là vì để cho người ta khen mình, nhưng mà vì Chúa mình phục vụ thôi. Thì cái đó chúng ta thấy không có buồn được nhỉ? Cho nên chị thánh hơn chúng ta ở cái chỗ đó. Và đây một vài cái tiêu cực mà có lẽ chúng ta cũng nên ghi để chúng ta thấy được là chúng ta cũng là con người yếu đuối và có nhiều điều chúng ta phải suy tư để chúng ta chấn chỉnh lại cái đời sống tinh thần phục vụ của chúng ta. Bởi vì chúng ta là con cháu Adam và Eva, và ma quỷ cũng thế. Cái tội đầu tiên và cái tội cuối cùng đó là tội kiêu ngạo, bất tuân phục của ma quỷ. Thánh Giuse Calasanzio nói như thế này: ma quỷ xô nhau đuổi bắt những tu sĩ lười lĩnh, không chịu phục vụ. Tức là khi chúng ta lười thì cái lúc, cái mồi để cho ma quỷ nó bắt bớ chúng ta. Và cũng có nhiều lý do hoàn cảnh, những người không muốn phục vụ để tránh né những công việc nhỏ. Chẳng hạn như những sinh viên, những thầy cô chẳng hạn như vậy. Đôi khi chúng ta thấy mình ngại phục vụ. Thế thì trong tuần phòng này chúng ta hãy quyết tâm với Chúa là dù tôi có là cái bậc gì đấy chăng nữa thì tôi sẽ cố gắng phục vụ tùy theo sức khỏe mà Chúa ban cho. Những chị em trẻ thì có thể đi làm những công việc nặng hơn một chút, còn những chị cao niên thì không có khuôn khổ, thì không có mang những cái nặng được, thì tôi ít nhất là cầm những cái nhẹ nhẹ, cầm cái chổi phẩy phẩy mấy cái cho nó sạch cái nhà hay cái đường cũng tốt thôi. Và cái bà Clara Barton này là người mà mọi người bảo bà ấy là người nhát như thỏ đế như vậy. Nhưng mà bà này lại có một cái đặc tính, cái đức tính là can đảm, dũng mãnh như là một con sư tử. Đàn bà yếu như vậy, nhát như vậy, nhưng mà bà ấy đã có cái tinh thần mạnh mẽ của một người nam và dũng mãnh như con sư tử. Cho nên chính vì thế mà bà ta đã lập ra một cái gọi là cái hội chữ thập đỏ. Chúng ta thấy ngày hôm nay có hội chữ thập đỏ khắp thế giới rồi chưa? Và tuổi già đối với bà không có nghĩa lý gì hết, bởi vì bà làm việc cho đến lúc 91 tuổi bà mới chết. Và ngày hôm nay chúng ta được hưởng nhờ cái công lao của bà ta phục vụ mà thế giới có một cái hội chữ thập đỏ. Vậy thì thưa chị em, Thánh Anton tu rừng một hôm thấy nhức đầu và thấy bị cám dỗ mạnh mẽ lắm về đức trong sạch. Cho nên ngài cầu nguyện xin Chúa cho biết là tại sao mà con đã tránh xa mọi thứ rồi mà con cứ bị lởn vởn những cái tư tưởng xấu như vậy thôi, Chúa cho con. Và lúc đó thì Chúa sai một thân thần hiện ra và trao cho Thánh Anton một cái chổi.
con đi lao động đi, con đi quét nhà đi. Và lúc đó Ngài mới thấy cái phương pháp hoạt động, lao động, phục vụ đó là cái phương pháp tốt nhất để cho mình tránh những cơn cám dỗ. Thưa chị em, chúng ta nên nhớ là phục vụ mọi người chính là phục vụ chính Chúa. Và sống đúng tinh thần đấng sáng lập có nghĩa là chúng ta sống đúng cái tinh thần phục vụ của Chúa Kitô. Xin cảm ơn chị em.